Câu đề bài của tôi là dịch sang tiếng Hàn câu sau: nếu muốn ngủ với em thì cứ nói thẳng với em là muốn ngủ với em là được. Nói thẳng học chưa? Vừa học cuối buổi hôm trước rồi, nói thẳng học chưa? Đấy, sojikhi hoặc là sojikage. Đây, đây là nói thẳng đây. Hoặc là ví dụ nhá, khi mà chúng ta nói chuyện với nhau á thì đầu câu mình có thể nói là sojikhi, thực ra thì là. Đấy, nói thẳng ra là, hiểu không? Sojikhi. Ví dụ nhá, hôm nay anh muốn ngủ với em. Dạ thôi, hôm nay bố mẹ em ở nhà. Thế thì sang nhà anh, nhưng mà thôi lạnh nên không muốn ra đường. Thế thì anh sẽ đưa ô tô sang đón em. Thôi nhưng mà em không muốn như thế ABC thứ. Mà nói thật ra ấy, thực ra là hôm nay em ngủ mẹ với thằng khác rồi, em không muốn ngủ với anh nữa. Ví dụ thế đúng không? Thì đợt đấy mình sẽ là gì? 솔직히 다른 사람 자기로 했거든. Ví dụ thế hiểu không? Nói thẳng là ngủ mẹ với thằng khác rồi. Hiểu chưa? Ý là như thế nhá, cái từ 솔직히. Đó. Lưu ý nhá, ngủ với ai là somebody qua qua trà tà là được rồi. Chứ cho khách chi vào làm gì? Trời ơi, ngủ với ai nó khác là ngủ cùng với ai. Hiểu không? Anh ơi đêm nay ngủ với em không? Và anh ơi đêm nay ngủ cùng với em không? Có khác nhau không ạ? À? Nếu mà anh ơi hôm nay ngủ cùng với em không, tức là anh chỉ cần hiện hồn ở đấy là được. Nhưng anh ơi hôm nay anh có ngủ với em không ạ? À? Thì là cái ngủ này là ngủ trong ngoặc kép, anh có ăn thịt em không ạ? À? Chứ. Vậy cho nên đề bài của chúng ta đang là anh ơi đêm nay có thịt em không? Mà các con phiên dịch lại, các con phiên dịch thành là hôm nay có muốn ngủ cùng với em không? Thì thằng kia nó lại nghĩ bụng, nó bảo ủa, con này chỉ cần mình nằm bên cạnh thôi à? Thế là không làm gì gì? Đéo ngủ. Hiểu không? Thì phiên dịch nó phải đúng. Sai một cái chữ khạt chi đấy thôi là nó đã sai ý nghĩa rồi mà mọi người. Nào à khạt... Nào à chào 싶으면 gì nữa? 그냥 솔직히 나에게. Đấy đã. Xong mới bắt đầu vào câu trực tiếp. Hoặc là 그냥 나에게 솔직히 đã. Đấy, tức là nó phải đi trước. Xong bắt đầu mới là gì đấy ạ? 자고 싶다고 말하면 돼요. Đó. Là xong. Hiểu chưa? 나와 자고 싶으면 그냥 솔직히 나에게 자고 싶다고 하면 되잖아요. 나는 오빠 생각하는 것처럼 그렇게 어렵지는 않아요. Có nghe được câu đấy không? Nghe một lần nữa có dịch được không? Thử nghe lại lần hai nhé. 나는 오빠가 생각하는 것처럼 그렇게 어렵지는 않아요. Bắt được những từ gì? 생각하는 것 gì nữa? Ờrép gì mà ha chi ana? Ờrép chi ana? Là gì ờrép ha ta? Vâng. Nghe kỹ lại nha. 나는 오빠가 생각하는 것처럼 그렇게 어렵지는 않아요. 어렵지 않아요. Dịch cái này đã. Cái này mà không dịch được thì chết à? Không khó. Rồi, 처럼. Như 오빠가 생각하는 것. Hiểu không? Em không có khó như anh nghĩ vậy đâu à. Anh cứ nói một câu là anh muốn ngủ với em là em ngủ liền. Hiểu chưa? Thế thôi nha. Khởi động đầu buổi của ngày hôm nay là như vậy. Tiếp tục xe đi anh em ơi.